Chào các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh từ công ty tư vấn du học Hằng Lương. Singapore là một quốc gia rất là phát triển về kinh tế và giáo dục. Singapore has always been the top 20 country with one of the best education system in the world. Singapore luôn nằm trong top các quốc gia an toàn nhất trên thế giới và thuộc top 20 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất toàn cầu năm 2019. Môi trường học tập tại Singapore vô cùng đa dạng, đa sắc tộc và đa văn hóa. Nếu học Singapore không cần kiến thức tài chính, không cần IELTS, phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. It's a short time, you can get the degree within 2 years. Thời gian học ở tại Singapore được rút ngắn đáng kể, giúp cho các bạn tiết kiệm được cái thời gian học tập cũng như là cái khoản chi phí học tập của các bạn. Đặc biệt các bạn có cơ hội học tập tại những trường top 1% trên thế giới. Đại lục có những cái học bổng đầu vào dành cho các tân sinh viên. Hãy đến với ngày hội du học Singapore năm 2020 để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh năm 2021 cũng như những ưu đãi và những học bổng giá trị đến từ công ty tư vấn du học Hằng Lương cùng những trường đồng hành tham dự ngày hội này nhé. Và đăng ký liên hệ tại đây.